Ồ, rồi, lên luôn rồi. Effect đâu? Xin chào quý vị và các bạn trên YouTube Ngọc Bích Movie Channel và Út Bích Facebook nha. Bây giờ là mình còn 15 phút để mình sẽ quay. Hôm nay là ngày 26, là maybe 26 tây tháng 10 năm 2021 nha. Bây giờ là mình sẽ cho mọi người cùng coi đây. Mình sót lại đây nè, mình không có thấy nè. Cái đợt kia mình hái bữa hổm cái chục trái rồi, bây giờ còn sót lại đây mình thấy nên nó bự nở gai hết rồi. Bây giờ mình sẽ cắt nha, mình kiếm chỗ để cái điện thoại rồi mình mới cắt được chứ. Ok. Trời ơi, cắt cỏ làm sao mà hả? Để em xe tôi làm thấy ghê không? Chừng đừng ụp mặt nha. Đi thu hoạch ở qua nha các bạn. Một nè. Hai trái. Kiếm nữa nè, kiếm. Mình sẽ rinh máy qua cho mọi người coi nè, thấy thương lắm, nó nằm thấy thương lắm nè. Đây, trống đây nè, hé nụ cười duyên. Đó, thấy chưa, hé nụ cười duyên nè, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Để ngón tay mình vô mới thấy được đâu, ở đây nè. Đó, nhỏ ha, đó phải 4-5 ngày nữa. Ngày mới quay bữa chủ nhật nè, bữa nay nó mới bị lớn vậy 3 ngày rồi. Lớn được một chút rồi, giờ mình đi tìm nữa nha, mình mới thấy đâu mất rồi ta. À, đây nè, đợt sau này chắc cũng được 4-5 trái, 5 trái gì đây. Giờ mình trái này. Đây. Ai da, chơi luôn đi tại vì mình thấy nó nở gai rồi, nó không có lớn nữa đâu mà nó sẽ chín á. Nó không lớn nữa đâu. Ngó qua kẻ hàng rào nè, tối ngày cứ rình rình vô nhà người ta, lát ta chửi chết mẹ luôn. Được có hai trái đó thôi, hai trái sót lại. Con cúc, con chó nó làm gãi mẹ nó rồi đó, nó nở gai rồi. Vô đây kiếm nữa coi, nhìn đỏ con mắt luôn mọi người ơi. Tìm phụ mình đi nha. Lẹ lẹ, mình còn 15 phút nữa, 10 phút nữa à. 4-5 phút gì à. 10 phút để đi. Rồi, không có rồi ha, không thấy rồi ha. Không có thấy. Đây nè, nhưng mà để coi coi bị lớn. Thôi vớt luôn đi. Nó vừa vừa phải phải ăn nó ngon. Đừng nó nở gai quá, nó không có ấy nữa. Ơi, đây mình thấy rồi nha. Đây, kéo nó xuống để mình thấy đường đó. Rồi, mình tranh thủ nè. Coi hôm nay cái mồng tơi của mình ăn được chưa. Rồi, chút nữa về cắt. Giờ mình không có thời gian nữa rồi. Bóng móng tay nó có hột rồi. Mông gà, móng tay nè. Mông gà. Móng tay có hột rồi. Ủa gì vậy, sáng mơ chả lẽ nó tưới rồi à? Hay là nó mưa? Mưa nãy à, đi tắt nước để chiều nay à. Trời bão mất công tưới tống nước. Đây. Thôi hôm nay là lỗ xã hội rồi, có ba trái rồi. Thôi đều đủ nè, không dám bưng ra ngoài, để trong này cho nó mau lớn, nó chậm lớn quá không có. Rồi được có bốn trái nha mọi người ơi, đủ tôi ăn thôi.
Thôi mình đi.